Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Vương Văn Nam, 39 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, 11 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 1, 2022, sau khi đã uống rượu bia, Nam đi ngang nhà bà D, 54 tuổi, thị trấn Bình An, huyện Vĩnh Cửu, thì gặp bà D đi làm về. Lúc này, Nam đến hỏi bà D, chị hứa cho em 1 triệu đồng đâu? Bà D trả lời, chưa có tiền. Khi nào có, sẽ cho Nam. Bực tức vì không xin được tiền, Nam đã đuổi đánh bà D và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó, Nam vứt bỏ con dao và tiếp tục chạy về nhà lấy thêm dao tự chế ra chém bà D, nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ về. Hậu quả, bà D bị thương tích 12%. Nam bị bắt ngay sau đó. Hành vi của bị cáo Nam đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người.